Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái ví dụ nữa. Ta có cái kết cấu như bên hình này và chịu cái lực ép như thế này. Cái tấm này được lắp 16 con bu lông, chịu lực ép lệch tâm như thế này và biết các cái thông số là ép là 1,5 kN, khoảng cách A này là 400, B này là 200, C này là 600 và hệ số ma sát ép là 0,2. Các cái ứng sức cho phép ở đây xác định đường kính bu lông trong hai trường hợp. Thì bây giờ ta đi phân tích lực. Bước thứ nhất là ta đi phân tích lực. Đó, dưới ta dời cái lực ép này về trọng tâm của mức ép. Ta được một lực ép và một moment M. M này sẽ bằng lực ép nhân cho cánh tay đồng C. Và lực ép này nó sẽ tác động lên bu lông các lực thành phần, đó là FF. Thì mỗi FF này bằng là F lớn này chia cho 6. Và cái M này nó cũng tác động lên bu lông các cái lực đó là FM1 đây, vuông góc với bán kính R1 đây. FM1 là gì? Là lực lực siết tạo ra lực ma sát trong trường hợp mà bu lông lắp hở để chống lại cái moment M này. Bây giờ ta đi tính cái lực FS này, FF tức là lực F này tác động lên 6 con bu lông này thì sinh ra lực F thành phần trên mỗi con bu lông, đó là lấy F lớn ta chia cho 6. F của ta là 1,5 kN thì là 1.500 chia cho 6 rồi bằng 250 N. Bây giờ ta tính các cái bán kính R1 đây. Ta thấy R1 là khoảng cách từ tâm mới ghép cho đến bu lông số 1 này. Thì ta xét cái tam giác giữa tâm bu lông này nè, với lại bu lông số 1 này, giữa tâm mới ghép và bu lông số 1 này và bu lông số 2, bu lông này, bu lông số 2, đây, tam giác này. Đây là tam giác vuông. Cạnh dưới này là B chia 2, cạnh này là A chia 2. R này sẽ bằng, R1 này sẽ bằng là căn bậc 2 của A chia 2 tất cả bình cộng cho B chia 2 tất cả bình. Ở đây A của ta là 400 chia cho 200 bình phương và B của ta là cạnh này là B chia 2 tất cả bình là 200 chia 2 tất cả bình. Ta bấm máy tính ra là 223,6 mm. Còn R2 là khoảng cách giữa tâm mới ghép và đường bu lông số 2 này là bằng B chia 2 bằng 200 chia 2 là bằng 100. Bây giờ ta đi tìm thêm cái góc alpha. Góc alpha là gì? Là góc hợp giữa lực FF và lực FM. Ngay góc này đây. Đây. FM là gì? FM là lực sinh ra do cái M này tác động lên bu lông thứ nhất, M1. Ở đây FM1, M1 này, hai này bằng nhau. Thì ta tính thay các số ra, tan alpha này chính là bằng, ta lấy tan góc này là tan bằng đối chia kề là bằng A chia 2 chia kề là B chia 2. Người ta suy ra được cũng chính là bằng A chia B là bằng 400 chia 200 bằng 2. Thì ta lấy áp tan nó ra thì ra là góc là 63 độ 43 phút. Bây giờ ta xác định cái bu lông chịu lực lớn nhất. Trong 6 cái bu lông này thì bu lông số 1 là chịu lực lớn nhất. Có F. Muốn xác định bu lông lực lớn nhất thì ta phải đi tìm hai lực thành phần, đó là FF và FM. Bây giờ ta FF ta tính rồi, bây giờ ta tính FM. FM sẽ bằng MR1 chia cho sigma ZI RI bình phương. Ở đây có các thông số ta thấy cho nè. M thì bằng gì? M là bằng F nhân cho C. F là 1500 nhân C là 600. Nhân cho R1 là 223,6 chia cho Z1 R1 bình phương. Thì những cái bu lông nào mà giống bu lông 1 là có 4 cái. Đó là bu lông 1, bu lông 3, bu lông 4 và bu lông 6 này. 4 nhân cho 223,6 bình phương cộng cho Z2 nhân R2 bình phương. Z2 là hai bu lông này, bu lông số 2 và bu lông số 5. Hai cái giống nhau. Đây là 2 nhân cho 100 bình phương. Bấm máy tính ra là 914,78 N. Từ đó mình mới suy ra F max 1 á sẽ bằng là FM bình phương căn bậc 2 FM bình phương cộng cho FF bình phương. Ở đây là FF nha, gõ bị lộn nè.
FF anh ấy FF FF đó, thế các tham số nha, FM là 914,78 bình phương cộng cho FF là 250 bình phương cộng cho 2 lần 914,78 nhân cho 250 nhân cos cũng 63,43 độ. Thì ta bấm máy tính ta ra được là 1050,6 Newton. Sau khi ta tiến được cái ép mắt một này, mình sẽ qua cái kế tiếp, đó là ta sẽ đi tính trên cái con bù lông số 2, xem lực lớn nhất trên bù lông số 2 này có lớn hơn so với bù lông số 1 hay không. Tại vì ta thấy là bù lông số 1 này nó cái lực FF và FM này, FM1 này nó hợp nhau một góc alpha, còn trên bù lông số 2 đây là lực FF và FM2 này nó cùng chiều, và nó thẳng hàng với nhau như vậy, thì lực tổng hợp F max 2 á nó sẽ bằng FF cộng cho FM2. Thì ta hiện giờ ta chưa biết được là FM F max 2 này nè với F max 1 này nè, thằng nào lớn hơn. Bây giờ ta sẽ tính thử. Đây, ta có FM2 sẽ bằng MR2 chia cho sigma của ZIRI bình phương. Thì M là bằng 1500 nhân cho 600 nhân cho R2 là 100. R2 là bán kính của nó từ đây tới đây. Rồi, chia cho Z1, R1. Z1 là 4 con. Đây, 1, 3, 4, 6. Và R1 là 223,6 bình phương. Cộng cho Z2 là có 2 con giống Z2, đó là con số 2 và con số 5. Đó, cho nên Z2 bằng bằng 2. Bán kính của nó là R2 là bằng 100 bình phương. Thì ta bấm máy tính ra là 409,11 Newton. Từ cái FF và FM2 này ta mới tìm F max 2. F max 2 thì ta nhìn vô cái hình ta thấy nè. F max 2 thì bằng FF cộng cho FM2. Hay nói cách khác thì cái góc alpha giữa FF và FM2 này là góc 0 độ. Thì ta có công thức này, F max 2 sẽ bằng FF cộng cho FM2. FF là 250 cộng cho FM2 dự máy tính này là 409,11. Thì ta tính tổng lại là 659,11. Thì ta mới so sánh giữa F max 2 và F max 1, thì ta thấy F max 1 lớn hơn. Ở đây là mình tính để kiểm nghiệm thôi, chứ thực tế là người ta đã chứng minh là trong 6 con bù lông này thì bù lông nào có cái bán kính lớn nhất sẽ chịu lực lớn nhất. Thì ở trong đây ta có nè, bù lông số 1 và bù lông số 3 này là chịu lực lớn nhất bằng nhau, và bù lông số 6 này và bù lông số 4 này thì chịu lực bằng nhau. Đó, cho nên ta để ý vậy, là muốn tìm cái lực lớn nhất là ta phải căn cứ vào hình vẽ để ta xác định bù lông nào xa nhất và cái hợp lực nó là lớn nhất. Tiếp theo, sau khi ta tính được cái F max rồi, bây giờ ta mới đi tính đường kính của bù lông trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là lắp có khe hở, thì ta có F max 1 sẽ bằng 1050,6 ta suy ra lực siết Vz. Vz thì sẽ bằng K nhân F max 1 chia cho Y nhân F, trong đó K là bằng 1, hệ số tan. Nhân cho F max 1 là 1050,6 chia cho Y, Y là số mặt cắt. Đối với cái hình này thì nó chỉ có một mặt tiếp xúc đó. Rồi F là hệ số ma sát. Thì ta gáp số vô, ta bấm máy tính ra là 5253 Newton. Từ cái Vz này mình mới tìm đường kính bù lông D1 sẽ lớn hơn bằng căn bậc 2 của 1,3 nhân 4 Vz chia cho pi sigma kéo. Ở đây 1,3 nhân 4 nhân cho Vz là 5253 chia cho pi là 3,14 nhân cho sigma kéo là 120 Newton trên mm vuông. Bấm máy tính ra được 8,51. D1 phải lớn hơn hoặc bằng 8,51 thì ta mới tra cái bảng. 8,51 thì cái bằng 10 này, D bằng 10 thì không hợp, M10 không hợp,
có M11, ta chọn cái M11 tại vì D1 của M11 là 9,376 thì hợp lý. Thì ta chọn cái bu lông có bước ren là 1,5 và đường kính danh nghĩa của nó là 11. Ta qua trường hợp thứ hai là nếu mà lắp không có khe hở. Lắp không có khe hở thì lực nó tác động trực tiếp lên thân bu lông, cho nên ta kiểm tra hai điều kiện, đó là điều kiện bền cắt thân bu lông. Tô sẽ bằng F max chia cho pi D0 bình phương chia 4, nhón bằng tô cắt cho phép. Thì từ công thức này ta suy ra D0 sẽ lớn hơn bằng căn bậc 2 của 4F max 1 chia cho pi chia cho tô cắt cho phép. Đến 4 F max 1 là 1050,6 chia cho pi là 3,14 chia cho tô cắt là 90. Bấm máy tính ra là 3,86 mm. Rồi, ta kiểm tra điều kiện thứ hai là điều kiện bền dập. Ta có sigma dập sẽ bằng F max 1 chia cho NISI D0 nhỏ bằng ứng suất dập cho phép. Từ cái công thức này ta mới suy ra D0 sẽ lớn hơn bằng, ta chuyển D0 lên đây, chuyển cái ứng suất dập xuống đây là F max 1 chia cho NISI sigma dập cho phép. F max 1 là 1050,6. NI là số tấm mà cùng với có cùng bề dày SI. Ở đây mình xem coi. Ở đây người ta không cho cái bề dày của hai tấm này. Cho nên là mình sẽ tính cái đường kính theo cái bề dày này. À, mình vẫn giữ nguyên S đây. Thì ta bấm máy tính ra ta có là 5253 trên cho 1300 những cái S này. Đó. Thì ở đây thì nó chưa cho S, nếu như nó cho S thì mình kết luận được. À, đề không cho S nên chưa thể chọn đường kính bu lông theo điều kiện dập. Mình có thể chọn đường kính bu lông theo điều kiện bền cắt. Đó là D nó phải lớn hơn hoặc bằng 3,86 thì có thể chọn D bằng 4. Đó. Thì tôi vừa mới trình bày với các bạn cái bài này. Tính toán đường kính bu lông trong hai trường hợp lắp có khe hở và lắp không có khe hở khi mà chịu cái lực ép không đi qua trọng tâm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các clip khác. Xin chào tạm biệt.